Đây là thế giới mơ ước của những tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới ngầm. Không luật lệ, không chính phủ và không giới hạn nào được đề cao hơn sức mạnh thực sự. Nơi này có vô vàn những em gái bốc lửa ăn mặc mát mẻ. Nhưng điều thú vị là mấy bé này không có hứng thú với bộ môn gọi vốn Pickleball. Họ máu đua xe và chém giết để kiếm tiền hơn đó là nhà tù Sprawl. Nơi này là một thế giới sinh tồn đúng nghĩa. Trong đó có đủ các trò chơi cảm giác mạnh, hàng nóng nhan nhản và đặc biệt là cuộc đua tử thần Death Race. Một khi đã tham gia vào làn xe, hoặc là bạn thắng, nếu không các tay đua khác sẽ vui mừng tiễn bạn một đoạn. Mạng sống của bạn được mang ra để đổi lấy những nụ cười của bọn ngáo đớ đang hò hét trên khán đài. Ngược lại, nếu thắng bạn sẽ là vua ở đây. Thế quái nào lại có một gã đã vô địch cái giải bát hương vàng này tới 6 lần liên tục, không ai khác hắn là Frankenstein, nhà vua đích thực của ngục tù Sprawl. Sở hữu lượng fan hâm mộ đông không khác gì Đom Đóm ở Việt Nam. Idol đích thực của các trang web lậu, tên tuổi của hắn gắn liền với nhà cái đến từ châu Âu. Mọi con ma cá độ khắp mọi nơi đều biết đến nickname của hắn. Một giang hồ hàng real không cần wifi vẫn bá đạo và ngang tàn. Luôn mang theo cái mặt nạ đen thùi lùi và chất giọng ồm ồm đặc trưng. Frankenstein được lòng giới tội phạm nhưng lại là cái gai trong mắt của chính phủ. Họ đã cấm cản cuộc thi này nhiều lần nhưng giới tội phạm vẫn cố gắng tổ chức chui. Vì quá cay cú nên lần này quân triều đình hạ quyết tâm sẽ tóm gọn Frankenstein để thiết lập lại trật tự. Ngay bây giờ ở Sprawl Zone, cuộc đua đang diễn ra vô cùng gay cấn. Đội ngũ dân văn phòng khu vực đang tích cực đưa những hình ảnh trực tiếp đến với khán giả toàn cầu qua các trang web đen. Họ thu về rất nhiều khoản lợi nhuận qua hình ảnh mặt nạ đen đã trở thành huyền thoại của Frankenstein. Còn ở trung tâm chỉ huy của quân triều đình, nhóm kỹ thuật cũng đang cố gắng hết sức phá hoại đường truyền nhưng bất thành. Người đảm nhiệm trọn trách lần này là Tommy đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Anh ta vội vàng cử tới Sprawl một đội SWAT. Ở phía bên kia, Frankenstein đang trên đường đua và rất tập trung hạ sát đối thủ. Hắn ta không hề ý thức được đội SWAT đang được cử đến để thủ tiêu mình. Nhưng không may đội quân triều đình đã bị phát hiện bởi dân văn phòng khu vực. Trở lại với đường đua, Frankenstein hiện tại quá out trình đối thủ. Trong mắt hắn, trò chơi này chỉ như một công cụ củng cố quyền uy của mình. Mấy thằng oát con đụng vào nhà vua như trứng trọi thép hòa phát. Không ngoài dự đoán, Frankenstein dùng vài chiêu cơ bản đã phá nát sức chống cự yếu ớt của đối phương. Sau đó ngạo nghễ chiếm vị trí dẫn đầu. Nhưng nếu lần nào Frankenstein cũng vô địch thì mọi thứ ở đây sẽ trở nên nhàm chán và doanh thu sẽ sụt giảm. Điều đó làm Baltimore Bob cảm thấy không ổn. Ở vạch đích, lũ con hoang và tội phạm đang đàn ca múa quạt điên cuồng. Chúng đang ăn mừng nhà vua của mình quay lại. Mà không hề hay biết rằng cách đó không xa, đội SWAT đang áp sát một cách nhanh chóng. Ở một nơi cách đó nửa vòng trái đất, gã mặt thẹo này là chủ chính thức đứng sau các cuộc đua trái phép. Tin tức cũng đã truyền đến đây. Nhưng hắn biết với số lượng ít ỏi lính đặc vụ này, Frankenstein hoàn toàn có thể chống trả. Quả nhiên tên mặt thẹo vô cùng cao mưu. Trong lúc lũ tội phạm vẫn đang gào thét, nhảy loang quang như những con sâu đỏ, giơ tay lên trời hận đời vô đối thì quân triều đình đã từ từ tiếp cận. Không chần chừ nã đạn tới tấp vào đám đông, concert đang cháy thì bị giải tán. Một vài dancer lúc nãy vừa nhảy rất hăng nay đã nhai kẹo đồng. Đám đông bị đội SWAT dồn vào một khu nhà bỏ hoang. Chính xác hơn thì nó là một cái bẫy do Frankenstein và đồng bọn răng ra sẵn. Đây là sân nhà của hắn. Mọi đường đi nước bước của đối thủ đều bị theo dõi. Họ lạc vào giữa trận địa, sau đó tứ phía thọ địch. Quân triều đình như cá nằm trong nồi lẩu, chỉ đợi Frankenstein gật đầu. Lũ tội phạm thi nhau rằng xé như lũ sói đang lên cơn đói, biến những con người kia thành xác chết. Khung cảnh lúc này vô cùng thảm khốc khiến cho những người chứng kiến chỉ biết cúi đầu đau đớn. Không những thế, thằng chó Frankenstein còn cho đội công nhân của hắn mang thêm cưa máy vào góp vui. Mấy thằng súc vật này không còn sót một chút ít tính người nào. Đi đến đâu chúng lia máy cưa tới đó. Những lính SWAT còn hơi thở chỉ biết gào thét. Ước gì họ chưa từng được sinh ra trên đời này. Lẽ dĩ nhiên Tommy bị sếp anh ta sấy không thương tiếc. Làm ăn thế này chỉ có sớm vào tù thôi. Chú mày liệu mà bắt thằng chó kia lại nhanh cho anh. Sau vụ việc đó, quân triều đình đã bày ra thêm một kế. Trên chiếc trực thăng chở tù nhân vào khu vực nhà tù Sprawl lần này có một người đặc biệt. Anh ta là đô úy, cảnh sát chìm Connor Gibson.
được cử đến để tiễn thằng Frankenstein về địa ngục. Trước khi những người này được thả ra, họ được đưa cho một ít tiền làm quà ra mắt cho bọn chó săn ở đó. Nếu không, họ sẽ không thể sống sót. Quả nhiên, khi vừa được thả ra, một nhóm tù nhân đã lao đến tấn công họ. Bằng khả năng né đạn thần sầu, Connor Gibson may mắn sống sót mà không mất đi cọng lông nào. Cùng với đó là một cô nàng nữa tên là Gypsy Rose. Cô ta chắc chắn là fan của khá bảnh 50%. Dựa vào vẻ ngoài duyên dáng của mình đánh lạc hướng lũ cướp. Sau đó Connor Gibson chớp thời cơ đấm cho mấy thằng này dụng hết hàng tiền đạo. Qua những đường tấn công sắc lẹm và mạnh mẽ này, anh thành công chiếm được thiện cảm của cô nàng. Thậm chí sau đó anh còn được một nhóm thiếu nữ đến hỏi thăm và giúp đỡ. Mấy bé tỏ ra rất ngưỡng mộ nam chính và đồng ý giúp anh tìm Baltimore Bob. Vì Connor Gibson nghe nói Bob có thế lực trong nhà tù này. Cách đó không xa là quán bar của nhà tù này. Nơi đây tụ họp đầy đủ các giang hồ máu mặt nhất trong khu vực. Và dĩ nhiên cả những tay đua cựu phách, nhạc tưng bừng và một hình ảnh trụy lạc bao trùm. Dĩ nhiên không thể thiếu tên trùm Frankenstein đang ở đó. Hắn đang bận nắm gân thằng đàn em ban nãy làm lỡ việc. Cả một lũ một đống mà không bem nổi một thằng lính mới. Nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo. Đúng lúc đó Connor Gibson bước vào quán bar nên mới cứu được thằng cu kia một mạng. Khi Connor Gibson vừa mới bắt chuyện được với cô nàng Rina ngọt ngào thì từ đằng sau hai tên to con đã lao đến. Ngay lập tức hai bên đã trao nhau những cú đấm đầy tình mến thương. Đứng từ xa chứng kiến, Frankenstein cũng cảm thấy toát mồ hôi hột với tài năng đánh đấm của Connor Gibson. Hắn ta ngay lập tức đứng lên đe dọa, nói rằng đây là đất của bố. Lần sau muốn làm gì thì xin phép nghe chưa? Tên trùm chỉ có ý thăm dò và rời đi sau đó. Hành động dũng cảm vừa rồi đã giúp Connor Gibson ghi được điểm cực cao trong mắt cô nàng Rina. Sau đó anh còn gặp đồng chí Baltimore Bob. Anh biết ông ta sẽ là người quan trọng để giúp mình giành chiến thắng trong cuộc đua sắp tới. Hai người nhanh chóng kết thân và từ lời kể của người bạn Connor Gibson biết được nhiều góc khuất đen tối trong việc điều hành và hỗ trợ cho khu nhà tù này. Sau đó hai người đến một trường đua xe máy. Nơi đây diễn ra những trận đấu tử thần. Dành cho những dân chơi muốn có vé tham dự Death Race. Điều kiện là chỉ cần bạn chiến thắng và sống sót. Ở đây Connor Gibson đã gặp lại Gypsy Rose. Cô ấy là một trong số những người tham gia trò chơi tử thần ngày hôm nay. Tiếng rú ga ầm ĩ, tiếng khán đài náo nhiệt. Cuộc đua rất gay cấn ngay từ những giây phút đầu tiên. Màn rượt đuổi không khoan nhượng. Chỉ cần một người ngã rớt xuống xe, ngay lập tức quân lính của Frankenstein sẽ lao ra dùng hàng nóng xử tử luôn người thua cuộc. Lần lượt sau đó từng tay đua rớt khỏi yên xe và nhận về cho mình cái chết đau đớn. Đúng là chỉ ở cái nơi không có pháp luật chúng ta mới được thấy cảnh này. Đến cuối cùng chỉ còn lại Gypsy Rose và một đối thủ sừng sỏ. Hai bên chuẩn bị lao vào nhau sống mái. Một cú lao xe thần sầu của cô gái khiến cả xe và người đối thủ bay như chim và rụng thật mạnh xuống đấu trường. Cô oai phong bước đến rút dao xiên ngay vào bụng đối thủ. Sau đó chốt hạ bằng một nhát xuyên táo tuyệt phẩm. Người chiến thắng giơ tay lên trời hét vang trong tiếng cổ vũ náo nhiệt xung quanh. Khi ra về Connor Gibson không quên nhiệm vụ. Anh ấy nhờ Baltimore Bob sắp xếp cho mình một buổi đấu để có cơ hội tham dự đường đua Death Race. Tối đó nam chính được Rina mời đến nhà riêng. Hai người cùng làm vài ly hâm nóng. Sau đó tâm sự về chuyện đời. Nói là tâm sự nhưng nó giống như kê khai về bảng thành tích phạm tội của bản thân thì đúng hơn. Nàng kể về người chồng tội lỗi của cô. Không nhớ tặng hoa ngày mùng 1 tháng 6 còn không biết xin lỗi. Vậy là Rina tặng bạn đời 9 bông hoa cải. Vừa kể cô nàng vừa tỏ thái độ đáng thương và hối lỗi. Chốt hạ bằng câu hỏi Connor Gibson có muốn ngủ với mình không. Sau đó nhận lấy sự từ chối phũ phàng và tắt nắng trên môi. Cô ấy dỗi cầm chai rượu bỏ vào phòng. Connor Gibson biết nếu để đầu dưới điều khiển thì đầu trên sẽ mất tập trung. Ngày hôm sau anh ấy còn có một nhiệm vụ quan trọng. Đó là tham gia cuộc đấu tử thần. Tối nay họ sẽ không phải đua xe nữa. Nhiệm vụ chỉ còn là giết những kẻ xung quanh và lấy chiếc chìa khóa xe ô tô đang treo trên cao kia. Trận đấu lần này khốc liệt hơn thường lệ vì có rất nhiều kẻ muốn tranh giành. Thằng chó Frankenstein còn chơi trò đặt bom khắp nơi khiến nhiệm vụ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Các chú bé đần lần lượt nằm xuống. Tiếng kêu la thất thanh, tiếng xương gãy hòa lẫn tiếng bom nổ. Chân đấm tay đá móc hầu bắt tôm đủ các loại kỹ nghệ tuyệt chiêu độc lạ được sử dụng. Không có chỗ cho sự nhân từ. Ở đây một là bạn đấm, hai là bạn đá thế thôi. Cuối cùng với sức chiến đấu như một con bò, Connor Gibson không mất quá nhiều thời gian để lấy được chìa khóa. Thế mà vẫn có một thằng loi choi đứng dậy được. Nhưng mà đứng dậy làm gì rồi lại phải nằm xuống. Tưởng chừng đó đã là màn chốt hạ hoàn hảo nhưng thằng Frankenstein lại giở trò. Hắn cử ra đấu trường một chú thỏ con nặng khoảng tạ rưỡi.
nhìn qua có thể đoán được thằng này thắng tập gym không quá 4 tuần. Thành tích đạt được là giết chết 67 mạng người tại đấu trường này. Nhưng với Connor Gibson thì hắn cũng chỉ giống như là chị thỏ ngọc thôi. Hai tay cầm dao dìu cũng không ăn thua vì tốc độ quá chậm. Bị hành cho ra bã quay như trong chóng. Ăn thụi vào mõm đi hết hàng tiền đạo. Để gỡ gạc chút thể diện, hắn đã cố gắng trả đòn được vài miếng nhưng chẳng thấm vào đâu. Kết quả vẫn là ra đi với cái hộp sọ không toàn vẹn. Trên khán đài, Frankenstein đã cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng. Hắn cử con hàng của mình tới gặp Connor Gibson. Sau đó cô ta dùng mỹ nhân kế ngay trong phòng tắm nhằm thuyết phục nam chính rời khỏi cuộc đua. Nhưng anh đây đẹp trai chứ không có đần. Đổi lại lời đề nghị bằng một thái độ kiên quyết và thẳng thắn. Tiếp theo, nam chính trực tiếp đến gặp Frankenstein. Nhưng tên này dĩ nhiên cũng không phải dạng vừa đâu. Hắn chỉ dùng vài chiêu đã moi ra được điểm yếu của Connor Gibson. Khéo léo ép anh khai ra tung tích và mục đích đến nhà tù này. Trong cơn lúng túng và hoang mang, nam chính buộc lòng phải tỏ ra thận trọng và rời đi. Thật may không phải tất cả đều bất lợi. Cô ả nữ tướng độ xe muốn làm người trợ lái cho Connor Gibson ở kèo đua sắp tới. Vì cô ta cũng có mối thù với tên Frankenstein. Sau khi thương thảo, anh đã quyết định ghé qua nhà riêng của Rina. Để làm gì thì chắc ai cũng biết. Hai người đã phải lòng nhau và cần phải sửa chữa một số phụ kiện hư hỏng trong đêm. Để chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới, Connor Gibson cùng đồng bọn đã dành hết thời gian tâm huyết của mình trong nhà xưởng. Kết quả cuối cùng cho ra một con xe ngầu đét chắc chắn. Ngực tấn công mông phòng thủ điện đóm đầy đủ. Đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Súng ống trang bị tận răng, phải nói là xuất quỷ nhập thần. Chuyện tình của anh và Rina cũng đã có những bước tiến triển rõ rệt. Hiện tại đang ở trạng thái thiếu anh em không sống được. Nhưng chỉ sau một đêm mọi thứ đã thay đổi. Mới sáng sớm gà chưa kịp đánh răng. Những đoàn xe đã ùn ùn kéo đến bao vây nơi ở của hai người. Connor Gibson biết bọn này đến đây không phải để tập thể dục. Vì thằng đếu nào đến cũng mang theo hàng nóng rú còi inh ỏi. Đứng trước mặt bàn dân thiên hạ, Frankenstein dõng dạc đưa ra thông cáo chính thức. Tuyên bố Connor Gibson là một trung sĩ quân đội. Được chính phủ cài cắm đến Spore để tiêu diệt nhà vua và thiết lập lại trật tự. Những lời này kích động thẳng vào tâm lý đám đông xung quanh. Bọn chúng đòi hạ huyệt Connor Gibson ngay lập tức. Nhưng tên Frankenstein lại đi nước cờ vô cùng táo bạo. Hắn vẫn cho phép nam chính đua chặng cuối cùng. Mục đích không gì khác ngoài khẳng định sức mạnh của mình với tất cả và với chính phủ. Cô nàng Rina mới hôm qua còn nói thiếu anh em không sống được, hiện tại cũng thất vọng quay đít rời xa. Nhưng còn Baltimore Bob đang có ý tưởng tốt. Ông ta vẫn muốn ủng hộ Connor Gibson đua vì biết rằng lợi nhuận cá cược và cạnh tranh anh ấy mang lại sẽ vô cùng lớn. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày mà mọi tội phạm và nhà cái đều mong chờ. Những tay đua xuất hiện với đủ loại xe và trang bị kỳ quái. Xe to có nhỏ, có trắng có đen có, đầu gấu đầu mèo, Hello Kitty có đủ, không thiếu bất cứ sự điên khùng nào trong cuộc đua. Tất cả cùng chung mục tiêu vô địch, để đảm bảo cho chiến thắng một cách trọn vẹn hơn. Và để thể hiện độ cáo già của mình thì Frankenstein đã dùng Rina cho vị trí trợ lái của mình. Hắn biết nếu làm vậy Connor Gibson sẽ không dám xuống tay. Rina chẳng khác nào một chiếc thẻ bảo hiểm vừa đẹp vừa hiệu quả tối đa. Ngay sau cú vung tay của cô bé quàng khăn đỏ, những chú ngựa đua chồm lên tăng tốc. Chưa đi được bao xa, một số đã vội vàng mang súng ra, hôn liên tiếp vào mông xe đối thủ. Một cú nã đại bác hất tung đối thủ lên độ cao 10 mét. Hàng triệu khán giả đang theo dõi trên mạng phấn khích tột độ. Mấy bé đi xe ba gác đằng sau loi choi định ngoi lên. Kết quả bị chị đại tặng ngay hai quả táo tàu nổ banh xác. Có thể nói những chiếc xe trang bị đầy đủ giáp chiến luôn giữ được sự ổn định cần thiết trong chiến đấu. Để hạ gục những con quái thú này cần nhiều hơn sự dũng mãnh. Sau 77-49 lần vờn nhau như mèo vờn chuột, thêm một chiếc xe được tận hưởng cảm giác tung bay trong gió. Kẻ sống sót cười hả hê sảng khoái, thậm chí không quên quay lại diệt trừ tận gốc mầm họa. Bất ngờ một nhóm phiến quân xuất hiện bên cạnh đường đua. Họ nã hàng loạt đạn AK vào dòng xe đang chạy. Thấy làm vậy không có nhiều hiệu quả, một phiến quân vác ngay một em súng cối ra trải lòng. Xe của cô công chúa 80kg và gã đồ tể bị trúng đạn, sau đó bốc cháy dữ dội rồi nổ tan tành. Những đoạn đua tiếp theo là phần trình diễn của hỏa lực điên cuồng. Họ thi nhau bắn và bắn đối thủ. Connor Gibson muốn thoát khỏi làn đạn nhưng bị đối thủ phía sau dùng móc gắn cáp khống chế. Biết mình không thể chạy thoát nên anh nhanh chóng chuyển chiến thuật. Ngay lập tức đánh xe vào một nhà kho hoang vắng.
đối thủ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn miễn cưỡng bước vào xem xét. Chỉ đợi hắn vào khu vực có bẫy, Connor Gibson châm mồi lửa đốt cháy dòng nguyên liệu. Hai đối thủ biến thành đuốc sống vùng vẫy trong vô vọng. Một lần nữa quay trở lại cuộc đua tạo bất ngờ cho khán giả. Ở một bên khác, Gypsy Rose đang dùng hết sức mình truy sát Frankenstein. Kỹ năng của cô tuy rất dì và này nọ nhưng để đuổi kịp được một gã đã từng vô địch 6 lần thì có phần hơi khoai. Một diễn biến khác trong cuộc đua, nhóm phiến quân khu ổ chuột lúc này đã đặt bẫy thành công một xe đua. Có vẻ lần này chúng đã nhắm trúng mục tiêu. Một cuộc trả đũa mang tính cá nhân đã loại bỏ thêm một đối thủ khỏi đường đua tử thần. Quay trở lại với Connor Gibson, anh đã được Baltimore Bob thông báo một vấn đề lớn. Vì cái vụ đánh xe vào nhà kho bỏ hoang mà anh đã bỏ lỡ thời cơ tăng tốc. Hiện tại đã bị bỏ lại quá xa. Con đường duy nhất để rút ngắn khoảng cách là điều khiển xe bay qua một cây cầu. Dù biết đó là nhiệm vụ không khả thi nhưng anh không thể không làm. Vì vậy Connor Gibson ngay lập tức ôm cua tăng tốc. Phía trước có tên đàn em của Frankenstein đang trực chờ truy cản. Nhưng tên này ngoài ngu ra thì hắn còn đần nữa. Đi con xe rõ to mà chậm chạp. Không quá bất ngờ khi hắn nhận lấy cái chết dễ dàng. Sự bứt lên của Connor Gibson nhận được sự ủng hộ hưởng ứng từ khắp nơi. Vì anh là người duy nhất có thể phá vỡ thế thống trị của Frankenstein. Tuy nhiên khả năng vượt qua cây cầu đó bằng cú bay chỉ tồn tại trên giấy. Mọi người đều cảm thấy lo lắng. Ngay cả Connor Gibson cũng chỉ có niềm tin mà thôi. Để qua được cửa ải khó khăn, anh quyết định tháo bỏ lớp giáp chắn đạn đằng sau xe để giảm trọng lực. Sau đó nhấn ga hết cỡ, bật công tắc tăng áp rồi lao đi như một cơn gió. Khoảnh khắc mọi người nín thở chờ đợi, chiếc xe đang bay qua cầu. Thời gian như ngưng đọng lại ngay giây phút này. Rồi cuối cùng anh ấy đã làm được. Xe đáp xuống mặt đường ở đầu bên kia cây cầu. Tiếng vỗ tay vang trời cổ vũ không ngớt cho người từng bị coi là phản bội. Lúc này xe của nam chính đã áp sát xe của Frankenstein. Hai bên trao đổi chiêu thức mõm một hồi, Connor Gibson quyết định anh thôi nhân nhượng. Sau đó không ngần ngại lao lên áp sát chèn ép. Và đã có thời điểm tưởng chừng sẽ vượt qua và chiến thắng. Nhưng Frankenstein vẫn còn đạn. Hắn nhấn công tắc xả đạn vào đuôi xe Connor Gibson. Vì mất đi tấm khiên cố định sau xe nên mọi thứ đã không thể kiểm soát. Hệ thống nhiên liệu bị phá vỡ khiến cho xe ngừng lại. Tuy nhiên điều bất ngờ là sau khi nhận ra đối thủ dừng chơi thì Frankenstein ngay lập tức quay xe. Trong đầu gã này đang toan tính gì đó. Hắn muốn lao xe đến giết chết Connor Gibson. Rina ngồi bên cạnh thấy vậy trong lòng lo lắng. Nhưng không ngăn được quyết định của Frankenstein. Hắn quyết tâm đạp ga lao đến. Trong nỗ lực chống cự cuối cùng nữ quái đã phóng đạn về phía Frankenstein nhưng thất bại. Rồi bùng một cái xe của Gypsy Rose từ đâu lao đến húc văng xe của Frankenstein. Qua đó cứu được Connor Gibson thoát nạn. Gypsy Rose loạng choạng bước ra khỏi xe. Tay cô không quên lên đạn khẩu lục bạc. Cú đâm mạnh khiến Frankenstein và Rina đang choáng váng. Ngay lúc gay cấn, Baltimore Bob ra lệnh cắt ngay đường truyền tín hiệu. Làm cho tất cả mọi người theo dõi từ xa không biết chuyện gì đang diễn ra. Baltimore Bob không muốn cho những kẻ cầm đầu biết Frankenstein còn sống hay đã chết. Để qua đó bảo vệ người trong cuộc và không gây ra hỗn loạn sau cuộc đua. Còn ở hiện trường, Gypsy Rose dứt khoát nổ 3 phát súng vào người Frankenstein. Lúc này cô ấy mới tiết lộ thân phận thật của mình. Thì ra cô cũng là một đặc vụ được phái đến đây. Gypsy Rose khuyên Connor Gibson nên rời đi cùng mình ngay lúc này. Trong tình huống phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn, anh đã lựa chọn ở lại cùng Rina, cùng với đó là đeo lên chiếc mặt nạ của gã Frankenstein. Tự nhận về cho mình một thân phận mới, anh sẽ là người tiếp theo quản lý và thiết lập trật tự ở nhà tù Sprawl. Phần 4 của bộ phim Cuộc đua tử thần đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các review sau.